kia hồi nãy em thấy cái giả tại mấy trong thương kia đàn ngon nha, quá ngon. Có ai đứng không? Trời ơi, người đẹp trước ly bé bánh trung thu mấy trứng nè, 2 trứng trắng bằng. Bây giờ em bán bánh trung thu, bây giờ em có một cái câu thơ nào để mà mình mời gọi khán giả mình mua cho bánh hỏi là có bánh trung thu 2 trứng xúc xích không ạ? Mua chị, nếu chị muốn ăn em để vô cho chị ăn luôn. Anh để có vô em để vô. Dạ, bây giờ trước khi tới màn bánh trung thu mình chúc mừng sinh nhật của khán giả được không? Kính thưa quý vị, phần mà Happy Birthday của Sài Gòn Thân Thờ nhận được rất nhiều sự hưởng ứng, và đặc biệt cái sinh nhật này là không phải cho anh tổ chức mà của là gia đình tổ chức. Cho hỏi bé Tú Nhi đang ở đâu ạ? Dạ, Tú Nhi đang ở đâu ạ? Yeah, Happy Birthday Tú Nhi nha. Và cái này là một người rất dễ thương, là người thân của Tú Nhi, tặng cho Tú Nhi vô. Cho nên là quý vị thân mến, nếu mà sinh nhật và quý vị muốn đến cái Sài Gòn Tân Thời mà có một cái điều thật là vui, thì quý vị nhớ inbox cái giấy chứng minh nhân dân của mình đó, hoặc là cái giấy tờ gì có ngày sinh và trùng với lịch diễn vô fanpage của đoàn, thì đoàn sẽ tổ chức giống như vậy và tặng bánh nữa. Riêng với Tú Nhi thì hôm nay là do hình như là ba của bé và chọn Sài Gòn Tân Thời và để mà tổ chức cho bé, chứ không có đăng ký trước luôn. Và cảm ơn gia đình rất là nhiều đã đến cái Sài Gòn Tân Thời ngày hôm nay. Thank you, cảm ơn rất là nhiều. Happy birthday Tú Nhi. Rồi ai đưa cho tất cả tiền thừa? Tiền thừa chưa nhận lại, giơ tay nhận lại giùm em. Đây 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 đây. Số gì đây? Số gì đây? Mấy gì đây? Về đây bên nhau. Ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh tối em từng kỷ niệm. Vài nắng còn đường xưa, những chiều nhói đau. 50 sao đạo mưa bước lạnh nách em thấy lòng nhói đau à. Mà mấy bữa đưa không hớ hử thử không tư đừng có gài ra quan quan xí xí lông ngân nhạc anh siêu nhân à. Chị Nhân, Wonder Woman. Bình thường là siêu nhân bay rồi dữ lắm đúng không? Ừ. Sao siêu nhân gì đầu gối thâm vậy? Chút nó vô, nó gửi xe. Sao đầu gối thâm gì vậy? Đứng coi. Cho bước ghế ngồi kìa, mới qua đó. Chắc là buổi sáng giải đó. Cứu thế giới. Buổi tối làm gái. Làm gái ăn ô tô. Mày nghĩ gì? Ngộ quá. Ở đầu óc mày gì không? Kỳ quá à. Nó thâm là do là cái tư thế bay của nó khác hơn người ta. Đúng không? Nó dù người ta tự nhiên người ta bay gì là người ta bay lên dèo đó, còn nó phải quỳ xuống vậy nè, nó mới bay được, đúng không? Đúng không? Phải không? Cho nên mới thâm vậy đúng không? Không đâu. Chứ này chưa, thật sự thâm không phải là ưu điểm của một trong những superhero này. Mà dòng 1 mới là ưu điểm. Dòng 1? Không có dòng 1. Không. Thật sự, ôi nó đắm một cái hừ kìa. Đó, thấy không? Phải rất lên rất xuống. Tại vì bay nhiều quá, rớt mất không hay. Sao? Sao? Tại vì em chưa có dạy thầy vậy á. Cho nên nó chưa có phát triển. Ôi má. Đúng không Từng? Cái... Đau nha. Ôi, mà nhé cái gì vậy ông gì? Không có nhé. À, đúng rồi, muốn lúng vô luôn á. Đồ thiệt. Kể từ ngày ta quyết định ta lấy vợ là ta đi đặt túi ngực rồi.
Trời ơi, bốn túi luôn nè, nè mỗi bên một cực nè. Ghê quá. Đỡ hơn không có. Trời ơi, thì ra là quỳ đó hả? Chứ không phải ba nghe mấy công trình làm sụp đổ công trình đâu, đọc với họ quỳ lại trả lễ mấy anh công nhân hả? Ủa? Không phải hả? Cực quá vậy? Không phải rồi. Thôi, mà phải quá. Chưa? Để tao hát đi. Dù gì đây, con thứ gì đi, dù gì đi, con mấy gì ra mấy gì ra cơ ra mà con mấy. Con mấy gì đi, dù gì đi, con thứ gì ra, dù gì đi. Mấy gì đây, bắt kim thang cành lan mà biến sợ. Hey. Còn qua kèo là kèo mà qua cổ. Còn số 1, con số 1 đầu lô tô. Con số 1, con số 1 xuống gì đi, cần xuống gì đi, xuống gì đi, cần xuống gì đây. Xuống gì đi, cơ ra mà con mấy con mấy. Rồi mình trao đổi vé với nhau ha. Rồi Quyền sẽ đọc cho nhanh nha. Mình kiểm tra của chị đây nè. 1127 nè. Vũng Lai 1127 hợp lệ. Dạ con số 2. Số 2 có 1. 14. 14 có 2. 32. 32 có 3. 48. 48 hợp lệ.